Đi rồi. Thôi ngồi đi, ngồi này, ngồi đi. Đúng rồi, đang 179 này, cần vé không? Thằng này là bạn đẹp gì, cần vé không? Ừ, mất xe là kệ mẹ mày. Em cho em xin em. Cái gì? Con dâu nhà cháu Mạnh á? Con dâu nhà Mạnh mà bước qua mấy chục bò thì nhìn cái lộ này thì mẹ được. Thằng nhàn chưa gì mà nó đã đầy thằng nhàn rồi. Mai sau đại gia trích tí hết đúng. Anh bảo tao ăn chưa? Mẹ tao chưa. Đi ra đây, đi vào đây ngồi mẹ thôi. Đi vào trong kia. Ra đấy bảo cậu đừng lấy tao lại tí mất hết. Ai sao lắm? Gì đây? Mày thấy chưa? Ai nhìn thấy mày giật mình. Thế tao hỏi mày biết đây là ai không? Tao tưởng mày không biết. À.